Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ngươi nói gì cơ? Ta cảm thấy trong hư không này thiếu mất hai vị tam vương. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày. Ngươi đừng ảo tưởng nữa, võ vương công ta thừa nhận kỹ năng không bằng người khác. Nhưng nếu ngươi muốn giết hai người bọn họ, chính là đang ảo tưởng. Vậy cứ thử đi. Bước vào không gian hư không của ta đi, ngoan ngoãn viết kinh thông cho ta. Không ngờ võ vương công ta lại gặp phải mối nhục này. Ta hận, ta hận. Kỳ lạ. Theo lẽ mà nói, võ vương công đã di chuyển thiên cương cùng, đã biết sống chết rồi, nhưng sao bên trong chả thấy có động tĩnh gì hết vậy? Có khi nào võ vương công bị thương rồi không? Sao có thể như thế được? Chắc là võ vương công sẽ chiếm lợi phẩm trong lúc kiểm soát. Dù gì cao thủ này trong hư không thì đều là báu vật. Thế hở, mẹ nó, thượng phẩm nguyên nặng hơn 1.000 cân, còn rất nhiều linh dược rất hiếm gặp. Trước mắt luyện đan sẽ phải tốn khoảng 2 tháng mới khởi động được. Những vật tư này quả nhiên là giúp người khi gặp nạn. Chọn ngươi vậy. Tuy không bị thương nhưng mà vừa dùng vật đổi sao rời, hao khí khá nhiều linh khí. Viên trị thương ngũ phẩm này chỉ có thể lãng phí ăn trước mà thôi. Mùi vị của võ vương công tan biến rồi. Hắn ta đã đánh bại được võ vương công. Ơi thật thế ư? Lăng thiên ca ca quả đúng là đạo. Lăng thiên ca ca, giỏi quá. Không ngờ ta lại cứu được một nhân vật truyền kỳ. Mộng, chuyện này đừng truyền ra ngoài biết chưa? Sao ạ? Ngươi hiểu gì chứ? Đạo tuy mạnh tuy kỳ tài nhưng hắn quá yếu rồi. Yếu? Lăng thiên ca ca đánh bại được cả võ vương công rồi vẫn yếu ư? Ý ta là trước mặt của võ điện thì quá yếu rồi. Nếu chuyện này truyền đến võ điện, nghe là Diêm gia đều gặp nạn. Ồ, đừng coi lời của ta như là gió thoảng qua tay. Sau này cứ coi như là không quen biết hắn, ai cũng không được, cha mẹ cũng thế. Biết rồi, hung dữ như thế làm gì, không nói là được chứ gì. Bây giờ đạo này gây ra một cơn bão lớn như vậy, võ điện sẽ điều tra khắt khe. Nếu Diêm gia bị cuốn vào trong đó, nhất định là tan xương nát thịt. Không phải chứ, vừa nãy chỉ mà đánh nhau mà chẳng phát hiện ra. Nguyên văn này dài thật, ở bên dưới nhất định là có rất nhiều, phải xuống xem mới được. Thượng phẩm nguyên đầy khắp núi đồi. Phát rồi, phát rồi. Hỏa thần sơn này quả nhiên là danh bất hư truyền, đâu đâu cũng là báu vật. Tin lớn đây, Đào đã giết võ vương công ở trên núi Hỏa Thần Sơn ở Hỏa Châu, cướp lấy thiên cương cung của võ điện. Cái gì, tam vương bị Đào giết rồi? Trời ơi, không phải là tam vương đi giết Đào hay sao, vậy mà lại bị Đào giết ngược lại. Không sai, Đào quá nghịch thiên rồi, giết chết võ vương công, sau đó chiếm thiên cương cung. Hắn là đệ tử của võ vương tiễn đấy. Chuyện này quả thật là đáng sợ quá rồi. Tam vương là con trai của võ điện đấy, tương lai còn có hy vọng trở thành vương. Giờ lại chết trong tay Đạo. Tam trưởng lão, chuyện lớn không xong rồi. Võ vương công chết ở núi Hỏa Thần rồi. Ngươi nói cái gì? Đệ tử của nhị gia chết rồi, ai giết? Là Đạo, Đạo ạ. Cái tên xúc sinh này, lúc đầu ta lên bóp chết hắn luôn mới phải. Tên xúc sinh đấy giờ ở đâu? Hắn ở tầng thứ 5 của núi Hỏa Thần ạ. Được, vừa đúng với ý ta, lão phu, núi Hỏa Thần ta đây đã sớm muốn đi xem. Cái tên xúc sinh nhà ngươi chẳng qua cũng chỉ là dựa vào pháp môn địa sư mới dám đến núi Hỏa Thần. Thật sự tưởng rằng là võ điện ta không còn có người hay sao? Ngươi không biết rằng lão phu đây là quân vương của lửa hay sao? Lần này ta không lột da rút xương của ngươi ra, vậy ta sống uổng mấy ngàn năm nay rồi. Đây rốt cuộc là lời quỷ quái gì thế hả? Sao máu ở trong người ta lại đang bị đông lại vậy? Rõ ràng là ta chỉ đang luyện thượng phẩm nguyên, không dùng đến chân khí, sao lại? Ta hiểu rồi. Ta hiểu điểm đáng sợ ở núi Hỏa Thần này rồi.
những kẻ mạnh trước đó ngã xuống không phải là bị núi hỏa thần giết, mà là bị luyện đến chết. Phải làm sao đây, đi ra? Nếu đi ra thì không phải là đã uổng công đến rồi hay sao? Không đi ra, đến lúc đấy thượng phẩm nguyên còn chưa luyện được bao nhiêu, mà bản thân đã bị luyện hóa luôn đấy chứ. Tên xúc sinh, lão phu đến rồi đây. Võ Vương động. Năm đó lão phu dùng động thiên chấn áp người, hôm nay lão phu vẫn sẽ làm như năm đó. Trời ơi, Võ Vương động ra tay luôn rồi, chuyện này cũng đáng sợ quá đi thôi. Tên đạo này ép được cả Võ Vương động phải ra tay luôn rồi. Thời gian Võ Vương động thành danh cũng phải có ngàn năm, tu hành đáng sợ không có gì địch nổi. Thuật luyện đan lại càng xuất thần nhập hóa. Xong rồi, đạo xong rồi, Võ Vương động này là tông sư của luyện đan đấy. Trời sinh đã có thuộc tính nữa, ở núi hỏa thần này, sao đạo có thể đánh lại được chứ? Núi hỏa thần này quả nhiên không tầm thường, tồn tại nhiều khu vực, có lẽ tên xúc sinh đó đang trốn ở bên trong. Ồ, độ mạnh của ngọn lửa ấy tuy là cũng tạm, nhưng nếu so với quy long thiên hổ của lão phu đây thì kém xa. Ấy, được, được đấy, nửa này ổn đấy, đã có trình độ rất mạnh. Nếu thu lại đưa cho đệ tử kia của ta luyện hóa, nhất định là có thể hỗ trợ nó lọt vào top 3 ở đại hội luyện đan. Đợi ông đây thu lấy hỏa thần này, rồi mới đi xử tiểu xúc sinh kia cũng chưa muộn. Chỉ là kẻ hèn mọn mà cũng dám lỗ mãng trước mặt của ông đây à? Phá cho ta! Này, là ai đang giúp mình? Không ngờ hơi thở nóng bỏng xung quanh đang dần tiêu tan. Cứ tiếp tục như vậy thì mình càng có thể luyện hóa càng nhiều thượng phẩm nguyên rồi. Nếu ra ngoài gặp được cao nhân đang giúp mình, chắc chắn là phải cảm ơn mới được. Tình hình chung của ngọn núi thần này đã tàn ra, còn tất cả hỏa thần này đều là đồ của ta. Nào, thu lại hết cho ta. Cái quần què gì thế? Có địa thế sống ở bên dưới. Chuyện gì vậy? Ngọn lửa vừa mới tiêu tan, sao lại quay trở lại rồi? Thậm chí còn mạnh hơn vừa nãy. Sao thế? Người tốt chưa chắc đã cứu mình lần hai. Không chịu được nữa rồi, nóng quá. Không luyện hóa còn đỡ, một khi luyện hóa thì thể lực sôi sục cả lên. Tiếng gì thế? Nghe có vẻ là phát ra từ vực sâu đó. Chắc không phải là bên dưới có gì đó đấy chứ. Có thật kìa, hơn nữa không phải là đồ tầm thường. Kệ vậy, vẫn nên đi thôi. Chỗ này vốn dĩ không ở lâu được, bây giờ lại ở đâu chui ra thứ quái quỷ này nữa. Vật sống này không sợ bằng hỏa long quy của ta, có khả năng là đầu thần thú. Mẹ nó, đó chẳng phải là Võ Vương động hay sao? Sao lão già đó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Là đến trả thù cho Võ Vương công, hay chỉ là tình cờ mà thôi? Ấy, chẳng lẽ người cứu ta lúc nãy là tên này? Quả đúng là nhân quả báo ứng. Nếu như hắn ta biết người hắn muốn vào đây để tìm lại cứu được hắn, lại được hắn cứu, chắc là hắn ta chắc chắn là sẽ tức đến ngất đi luôn ấy chứ. Đợi đã, vậy không phải nói rõ tên này không phải đến tìm ta, hoặc nói cách khác là hắn có mục đích khác. Động thiên cảnh. Nào, để lão phu xem ở dưới đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Là Trúc Long. Trúc Long là thần vật thời thái cổ. Trúc Long có thể sống đến bây giờ, cho dù là ở thời thái cổ hay là hiện tại thì cũng đều rất mạnh. Đối phó với kẻ địch mạnh như vậy không thể nào cố chấp mà đánh, chỉ có thể dựa vào trí thông minh mà thôi. Xúc sinh, ngủ đi. Khí thế của vật sống này yếu đi thôi. Tuy nông thảo có lẽ có tác dụng rồi, có thể làm cho tên này đích thân ra trận. Đồ cần tìm chắc chắn là tuyệt thế bảo vật. Đi theo xem sao, xem tên này rốt cuộc nào muốn tìm gì. Quả nhiên là một con trúc nồng. Tuy nông thảo này quả nhiên lợi hại như là trong lời đồn, đến ngay cả rồng cũng có thể làm cho bất tỉnh như vậy.
Chuyến đi này quả nhiên đúng, ta quả thật là phải cảm ơn tên xúc sinh kia rồi. Nếu không có con trúc long này sao có thể dễ dàng có được như vậy chứ? Tên này rốt cuộc đã dùng tà thuật gì mà làm cho con rồng lớn như vậy cũng không cử động được rồi. Ta nói mà, có thể thu hút được tên này qua đây, khẳng định là món đồ tốt. Con trúc long này tuy là hung ác, nhưng lại thích thu thập các loại chân bảo, đặc biệt là rất thích các linh vật thiên địa. Hơn nữa, con trúc long này còn có một sở thích kỳ lạ nữa, đó là không nỡ dùng báu vật mà mình có được. Mỗi lần chỉ lấy ra để xem, đây chính là sở thích của đại địa chủ. Đạo hạnh của con trúc long này vô cùng đáng sợ, nếu như không thể nào một nhát làm thương nặng nó thì rất khó để giết được nó. Tuy chỉ là long thảo này có thể làm nó ngủ trong bao lâu nhỉ? Bỏ đi, phải tìm báu vật trước đã. Thì ra tên này dùng túy long thảo để làm ngất con trúc long này hay sao? Đã đến nước này rồi còn chưa giết con rồng này đi, chứng tỏ con rồng này có sức mạnh không có gì địch nổi. Ngươi biết ngất, ta cũng biết. Trúc long này không ra đời mà giấu ở trong núi Hỏa Thần, không cách nào dự đoán được tuổi thọ. Những báu vật mà nó cất giấu chắc chắn vô cùng đáng sợ, nếu không cũng chẳng ở đây không chịu ra ngoài tìm bảo vật. Nói không chừng ở đây còn chứa mật đạo gì đó. Con rồng lớn này quả nhiên đang ngủ say rồi. Ai đó? Không có ai. Kỳ lạ, rõ ràng mình vừa nghe thấy có tiếng động mà. Đợi đã, nghe đồn trúc long này vô cùng xảo quyệt, có khi nào con súc vật này căn bản không bị hôn mê mà nà. Thôi vậy, vẫn nên tốn ít sức lực để giam nó trước đã, tránh bị lo âu thấp thỏm. Hờm súc sinh, ông đây lấy não rồng của ngươi trước. Súc vật quả nhiên là ngươi giả chết. Uy năng của con súc vật này vượt xa tưởng tượng của ta. Ra ngoài trước, sơn động này hẹp quá, không bị nổ chết thì cũng bị chôn sống mà thôi. Hơi, ra ngoài đánh ok hơn, để mình ở đây từ từ tìm bảo bối. Nghiệt xúc, đừng tưởng ông đây sợ mày. Mọi người mau nhìn xem, kia chẳng phải là con trúc long hay sao? Sao trên thần sơn này lại có trúc long được nhỉ? Ai mà biết được chứ, chẳng lẽ là kẻ mạnh kia đang đấu cùng trúc long? Mau chạy đi, cách xa khu vực này càng xa càng tốt. Sức mạnh của con trúc long này không gì địch nổi đâu. Đến lúc đó bị sức mạnh đấy ảnh hưởng thì chết cả người đấy. Phát tài to rồi. Xích huyết đồng tình, linh thạch tử ngọc, đạo thạch tử đồng tinh cường. Ơi, quá là đáng sợ rồi. Con rồng này quả là một đại địa chủ mà. Sao trên cái đài ấy lại có một cái lỗ nhỉ? Đây là chỗ con rồng đi vệ sinh hay sao? Mặc cứ xuống xem đã. Đây là vãi, dưới đây còn có một cái động thiên thế này nữa hả? Đây không phải là Long Cung trong truyền thuyết đấy chứ? Đi xem nào, nơi này nhất định là còn cất giữ báu vật khác nữa. Đây là loại thuốc cổ 3.000 năm trước, loại thuốc trên 1.000 năm đã hiếm lắm rồi. Nghe nói, nó có thể kéo dài tuổi thọ đến cả trăm năm, càng đừng nói là loại thuốc có từ 3.000 năm trước này. Một cây thuốc nhỏ này bằng nửa cây thuốc thánh đấy. Nhưng ở đây lại có đến tận 3 cây. Vậy đây chẳng phải là bằng với một cây thuốc thánh rồi hay sao? Ấy, sao dưới cây thuốc này lại có trận pháp nhỉ? Ta hiểu rồi. Đây chắc là trận pháp do Trúc Long bố trí. Nếu như chạm phải những trận pháp này sẽ thu hút sự chú ý của con Trúc Long. Nhưng đây là thuốc quý 3.000 năm đấy. Bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội gặp lại nữa đâu. Không được, nhất định là phải bình tĩnh.
Nơi cất giữ bảo vật của Trúc Long tuyệt đối không chỉ có những thứ như thế này được, càng không thể nào mà bảo vật nào cũng bố trí được trận pháp. Bên trong nhất định là còn có những bảo vật khác nữa. Đó là...